Nhạc sĩ Hồng Đăng qua đời vào sáng nay 21 tháng 3, để lại biết bao xót xa tiếc nuối. Ông là một cây đại thụ của làng nhạc Việt Nam, với nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng như Biển Hát Chiều Nay, Hoa Sữa và Ký Ức Đêm. Nhạc sĩ Hồng Đăng, tên thật là Phan Đăng Hồng, sinh năm 1936 tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trong dòng họ Phan Đăng giàu truyền thống, có bác ruột là nhà hoạt động cách mạng Phan Đăng Lưu. Từ khi 15 tuổi, ông đã có những sáng tác đầu tay như ca khúc Nhớ ơn Cụ Hồ, Đời học sinh, Nắng về Tây Bắc. Anh là một trong những nhạc sĩ lớn của dân tộc ta. Trong giây phút anh ra đi, trái tim của rất nhiều các nhạc sĩ trong cả nước bồi hồi và xúc động. Không những anh đại diện cho tiếng nói của nghề nghiệp, mà nhân cách sống được kết tinh từ văn hóa xứ Nghệ và văn hóa sông Hồng đã tạo nên một Hồng Đăng trong lịch sử âm nhạc Việt Nam chúng ta tràn đầy sức sống. Bản lĩnh về nghề nghiệp của anh đã ghi một dấu ấn quá lớn trong đời sống âm nhạc của người Việt. Sau hòa bình lập lại, nhạc sĩ Hồng Đăng ra Hà Nội. Ông học lớp sáng tác khóa đầu tiên của trường âm nhạc Việt Nam năm 1954. Gắn bó với Hà Nội từ đó đến nay, ông là một trong những người sáng lập nên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, vừa là giảng viên, vừa viết sách, viết báo. Ông là Phó Tổng Thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa 4 năm và Tổng Biên tập Tạp chí Âm nhạc Việt Nam nhiều năm liên tiếp. Hơn 70 năm sáng tác, ông đã thử sức qua nhiều thể loại, hình thức âm nhạc, từ hợp xướng, thanh nhạc, nhạc sân khấu. Ông có tới khoảng 700 tác phẩm, trong đó có hơn 70 tác phẩm khí nhạc và khoảng 70 nhạc phẩm viết cho phim. Trong đó có các tác phẩm nổi tiếng như Sông Hồng Ngàn Năm, Biển Hát Chiều Nay, Hoa Sữa, Ký Ức Đêm, Lửa Rực Cháy, Lênh Đênh, Kỷ Niệm Thành Phố Tuổi Thơ, Những Ngôi Sao Nhỏ. Năm 2001, ông được nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Những ca khúc mang giá trị nhân văn lớn, đó là tình yêu tổ quốc, quê hương, của tình yêu và những triết lý nhân sinh mang tầm thời đại. Nghe tin nhạc sĩ Hồng Đăng ra đi và tôi có nhiều cái cảm xúc, nhiều cái nỗi niềm, có những cái nỗi buồn riêng bản thân mình. Nhạc sĩ Hồng Đăng không những sáng tác về âm nhạc, ông là còn một người thầy và ông viết giáo trình, ông đào tạo ra nhiều thế hệ học trò. Một người Việt Nam mà ngồi viết về tính năng nhạc khí của phương Tây, đấy, mà viết đầy đủ, nó trở thành cẩm nang cho tất cả những người nào mà chuẩn bị viết giao hưởng. Em vẫn từng đợi anh như hoa từng đợi nắng. 70 năm gắn bó với mảnh đất Hà Thành, nhắc tới nhạc sĩ Hồng Đăng là không thể không nhắc tới Hoa Sữa với giai điệu lãng mạn, nhẹ nhàng, tha thiết. Ông được vinh danh giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội năm 2021. Rời xa cõi trần ở tuổi 86, nhưng âm nhạc của nhạc sĩ Hồng Đăng mãi còn với người yêu nhạc Việt Nam. Người ta sẽ mãi nhớ về ông, một con người nhiệt huyết, đam mê và cống hiến tận tụy cho âm nhạc nước nhà.